hồi xưa mẹ con bị ba đánh cực kỳ đau luôn. Cho dù ba cây nha, đánh xong ba cây á nó đau luôn. trong người lúc nào đi cũng vô nước mắt con này nè. Thì con nói bà, sao mẹ không biết lúc đó vậy? Lúc đó mẹ đâu có nhớ đâu. Ba thương con quá trời mà sao ba có đánh con, đánh đòn con được? Vì con hư chứ sao. Tội gì? Dạ là con đang ăn cơm cái rồi làm đổ nước ra hết, với lại thêm cái tội là làm bể ly luôn. Rồi sao nữa? Rồi ba nó chọn mấy cây, rồi con nó chọn ba cây rồi ba nó nằm xuống. Rồi ba nó nằm xuống để đập nè. Rồi con nó dạ nhưng mà con không dám nằm xuống. Rồi á con, rồi ba đó nằm xuống. Càng ngày càng dữ. Rồi con sợ quá con phải nằm xuống cho ba đánh. Rồi sao nữa rồi sao ba đánh con xong con thấy sao? Nó bị đỏ nguyên ở đây luôn. Nó vừa bầm vừa đỏ. Rồi con khóc không? Dạ lúc đó con khóc xíu xíu rồi mà lúc đó mẹ cũng la luôn. Mẹ quên rồi ta, mẹ như không nhớ gì hết ta. Mẹ nó có nhớ hồi xưa đâu. Con có giận ba không? Rồi tới lúc ba hết giận con rồi cái ba nói chuyện với con đi ra ngoài đường thì con không tìm nhìn ba luôn. Rồi sao ba nói sao nữa? Ba có nói gì đâu, ba nhìn con không kiểu này à? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.